Mình nhận được booking rồi mọi người ạ Sau bao nhiêu ngày chọn lọc thì cuối cùng mình nghĩ là Cái hàng này có tiềm năng để có thể lên video nhất Anh chị chủ có mời mình đến để ăn thử và góp ý Quán mới mở nên là lượng khách còn chưa ổn định ý, Nên là mình cũng khá là lăn tăn Sau khi ăn thử và tâm sự với chị chủ Thì mình nhận ra rằng ở đây toàn là những người nội tâm bán bún đậu mọi người ạ Mà thường người nội tâm thì thường rất là có tâm Khách quan mà nói thì bún đậu ở đây không phải là hàng ngon nhất Tầm giá thì từ 35 đến 40 nghìn một suất Topping đầy đủ ở đây chỉ có thịt rồi và trà cốm thôi. Ngoài ra phần bún và phần đậu cũng ăn khá là ok, mình thích nhất là đậu ở đây. Đậu ở đây khi khách đến thì mới bắt đầu chiên mà chiên bằng bếp công nghiệp nên là ở ngoài sẽ có độ giòn và ở trong thì mềm tan ấy, chỉ thiếu một chút độ béo thôi là đỉnh của chóc. Mắm tôm ở đây ăn hợp khẩu vị mình, có chua có ngọt, không bị quá mặn. Rồi ở đây ăn vị cũng được, tuy nhiên là chưa quen tay nên chiên hơi bị quá thành ra là hơi bị khô ở lớp ngoài. Chả cốm thì thái hơi bị mỏng một chút, thì thì thái hơi dày chưa đủ mỏng. Khi mà mình góp ý cho chị chủ thì chị ý rất là vui và sẽ cố gắng cải thiện dần dần chất lượng đồ ăn. Mùa hè nắng nóng như này thì quán đã thêm cái món gọi là nước mơ làm từ mơ tươi uống chua đã cứ quán ăn ngon thì không thiếu nhưng mình thích những quán mà chủ có tâm mong rằng sau góp ý của mình quán sẽ cải thiện chất lượng đồ ăn để phục vụ mọi người tốt hơn